Vâng, sau đây ba đứa sẽ trình bày một nhạc phẩm mà ba đứa này cùng với anh Đan Hồ, nhưng mà rất tiếc anh Đan Hồ qua đây. Nhưng mà không sao, ba đứa sẽ trình bày nhạc phẩm này nhé. Một nhạc phẩm mà ba đứa đã trình bày trong cuốn Vân Sơn in Singapore. Nhạc phẩm được mang tên Chinese Medley. Nếu mà quý vị biết nhạc phẩm cứ hát theo, cause it's four songs. Yeah. All right. Are we gonna act this out or what? 잠시 Give it up for Andy and Kat! Yeah! Woo!
Thank you.